vọng rạng đông 2020-2030, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tốc độ, chuyên nghiệp. Là một trong 13 nhà máy vinh dự được Bác Hồ đích thân lựa chọn xây dựng, Rạng Đông đã trở thành nhà máy đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại Đông Dương sản xuất bóng đèn và phích nước, mở đầu cho công nghiệp chiếu sáng Việt Nam từ năm 1961. Xuyên suốt 6 thập kỷ hình thành và phát triển, chuyển đổi 4 tầng công nghệ. Từ công nghệ đèn dây tóc, đèn phóng điện, chiếu sáng LED và hệ sinh thái LED 4.0. Mỗi lần chuyển tầng công nghệ không xảy ra hiện tượng sao đổi ngôi, mà càng khẳng định vị trí hàng đầu của thương hiệu Rạng Đông tại thị trường chiếu sáng Việt Nam. Các sản phẩm của Rạng Đông không chỉ được người trong nước tin yêu sử dụng, mà hiện đã xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia trên thế giới. Sứ mệnh của Rạng Đông: cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hệ sinh thái LED 4.0, xanh, thông minh, vì sức khỏe và hạnh phúc con người, gia tăng giá trị cho cổ đông, nhân viên và khách hàng, không ngừng kiến tạo cuộc sống tiện nghi, văn minh và hạnh phúc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Tầm nhìn, đến năm 2025, trở thành doanh nghiệp công nghệ cao dẫn đầu thị trường chiếu sáng tại Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực cung cấp hệ sinh thái LED 4.0, hiện thực hóa khát vọng Make in Việt Nam. Đến năm 2030, trở thành doanh nghiệp tầm tỷ đô, đưa thương hiệu Rạng Đông lên tầm khu vực. Con đường phát triển bằng sự tử tế và khoa học công nghệ. Xây dựng công ty có môi trường làm việc luôn sáng tạo, văn hóa hơn, văn minh hơn, chuyên nghiệp hơn và hạnh phúc hơn. Thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 2.000 đô la Mỹ một người một tháng. Giá trị cốt lõi của Rạng Đông chính là đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tốc độ và chuyên nghiệp, với bản sắc văn hóa Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ, một công ty công nghệ cao, thông minh và Make in Việt Nam. Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới, vừa công bố trên tạp chí Nature ngày 28 tháng 10 năm 2019, loài người nguyên thủy Homo sapiens xuất hiện khoảng 200.000 năm trước đây ở khu vực phía nam sông Zambezi tại Botswana, châu Phi. Trong suốt quá trình tiến hóa hàng chục vạn năm, từ loài người nguyên thủy xuất thân từ vùng nhiệt đới châu Phi đó, tiến hóa trở thành người đứng thẳng, khi rời rừng rậm để săn bắn, hái lượm trên những đồng cỏ và rừng thưa đầy nắng, trước khi di cư tới các lục địa khác. Rồi trải qua phương thức sản xuất nông nghiệp, 90% thời gian ban ngày, con người sống trong ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất, ánh sáng tự nhiên. Về mặt giải phẫu học, con người tiến hóa phù hợp với môi trường ánh sáng tự nhiên. Nhà bác học Nga Sergei Vavilov trong công trình khoa học The Eye and the Sun đã kết luận, con mắt là sản phẩm của ánh sáng mặt trời, ánh sáng tự nhiên. Không chỉ có con mắt, cơ thể con người cũng hình thành nhịp sống theo chu kỳ trái đất tự quay và theo nhịp ngày đêm. Ban đêm cơ thể cần ngủ và nghỉ ngơi để ban ngày có đủ sức khỏe làm việc, kiếm sống. Trong quá trình tiến hóa đó cũng hình thành nên đồng hồ nội sinh, nhịp sinh học. Trải qua hàng vạn năm tiến hóa, đồng hồ nội sinh của con người hiện nay bị vô thức hóa với nhịp ngày đêm khi khả năng điều chỉnh theo thời gian trong ngày đã thành gen di truyền. Giải Nobel Y học 2017 dựa trên cơ chế hoạt động của một loại tế bào hạch phi thị giác IPRGC đã được phát hiện từ năm 2002. Công lao của ba nhà y học Mỹ là phát hiện ra loại tế bào hạch này nhận tín hiệu ánh sáng về phổ, cường độ, độ dài, thời điểm đầu và cuối ngày, truyền tín hiệu thần kinh tới vùng não trung tâm SCN. Vùng não trung tâm SCN có vai trò là đồng hồ chủ, điều khiển trung tâm như nhạc trưởng trong bản hòa tấu của nhiều đồng hồ nhỏ trong cơ thể. Như vậy, vùng não trung tâm SCN là trung gian giữa tín hiệu ánh sáng hấp thụ bởi tế bào hạch IPRGC và phản ứng của cơ thể với ánh sáng. Từ vùng não trung tâm SCN truyền tín hiệu tới các đồng hồ nhỏ, điều chỉnh nhịp cơ thể và điều chỉnh sự trao đổi chất theo thời gian sáng, trưa, chiều, tối, đêm trong ngày, kích thích hoặc ức chế các enzyme, các men xúc tác sinh học, kích thích hoặc ngăn cản việc tiết ra các hormone từ các tuyến nội tiết. Ánh sáng mặt trời lúc bình minh kích thích tuyến thượng thận tiết ra hormone cortisol cao nhất vào 9 giờ sáng, kích thích sự tỉnh táo, tập trung cho các hoạt động hiệu quả, kích thích sự trao đổi chất hoạt động trở lại, lập trình cho cơ thể hoạt động vào ban ngày.
Đồng thời, vùng não trung tâm SCN gửi tín hiệu thần kinh tới vùng dưới đồi và tuyến yên, một trong những hệ thống điều chỉnh nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, đáp ứng sự biến đổi và giúp cơ thể cân bằng. Từ lúc hoàng hôn và buổi tối, tuyến tùng tiết ra hormone melatonin làm chúng ta cảm thấy buồn ngủ, làm chậm lại nhiều quá trình trao đổi chất, nhiệt độ cơ thể giảm, các cơ quan gần như dừng hoạt động, đồng thời cơ thể tiết ra các hormone tăng trưởng, giúp phục hồi các tế bào vào ban đêm. Nếu như buổi tối, ta vẫn dùng ánh sáng cường độ cao, có nhiều thành phần bước sóng blue như ban ngày, não bộ sẽ giảm bài tiết melatonin, con người mất nhiều thời gian đi vào giấc ngủ, thời gian ngủ sâu ít hơn. Ngoài ra, còn gây ra cảm giác đói vì melatonin giúp tránh khỏi cơn đói, đồng thời cơ thể cũng sản xuất insulin ít hơn. Lúc đó, cơ thể sẽ đốt cháy ít calo mà lưu trữ chúng dưới dạng chất béo, làm tăng nguy cơ béo phì và mắc bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng melatonin là một chất chống ung thư. Các tế bào ung thư thường tăng sinh vào ban đêm. Lượng melatonin nhiều vào ban đêm có vai trò ức chế sự phát triển này. Tất cả chúng ta có thể cảm nhận rõ tác động của ánh sáng tới nhịp sinh học của con người qua một chuyến bay đường dài và thay đổi múi giờ, người ta mệt mỏi như thế nào. Và không phải ngẫu nhiên, trong tất cả các loại hình nghệ thuật, cả đời ta không bao giờ bắt gặp hình tượng người nông dân lao động trên cánh đồng mênh mông, dưới ánh sáng tự nhiên, lại mang cặp kính mắt. Ngược lại, các cháu học sinh ngày nay suốt ngày bị nhồi nhét kiến thức, ít tham gia hoạt động ngoài trời, tỷ lệ mắc bệnh khúc xạ học đường ngày càng cao. Đặc biệt, học sinh thành thị, nơi có nhiều đèn hơn, sáng hơn ở nông thôn, lại cận thị nhiều hơn. Càng học lên cao, tỷ lệ lên cận thị càng cao, càng nặng hơn. Vào thời tiền sử, tìm ra lửa, thắp sáng bằng đuốc hoặc sừng thú chưa mỡ động vật và ngọn bấc là bước tiến hóa lớn của loài người nguyên thủy. Ngọn đèn dầu thắp sáng đầu tiên được người La Mã cổ đại làm bằng đất nung đốt dầu ô liu mới có khoảng 700 năm trước công nguyên. Cây đèn thần Aladdin của người Ba Tư được nhắc đến trong câu chuyện Ngàn lẻ một đêm của nàng Scheherazade vào thế kỷ thứ 9. Ở Việt Nam, cuối thế kỷ 19, hãng dầu Mỹ khuyến mại người mua dầu hỏa cây đèn dầu mang tên đèn Hoa Kỳ. Ánh sáng nhân tạo được dùng phổ biến trong đời sống con người bằng những ngọn nến, ngọn đèn dầu chỉ mới xuất hiện trong thời gian ngắn so với lịch sử trên 200.000 năm tiến hóa. Cuộc cách mạng đầu tiên trong lĩnh vực chiếu sáng nhân tạo được đánh dấu bằng đèn điện dây tóc do Thomas Alva Edison đăng ký bản quyền ngày 21 tháng 10 năm 1879, cách đây chưa tới 150 năm. Tầng công nghệ thứ hai trong chiếu sáng điện nhân tạo là phát minh ra đèn phóng điện hồ quang như đèn FL chỉ thương mại hóa trước Thế chiến thứ hai 1940, đèn CFL thay thế đèn IL chỉ mới phát triển những năm 1970 khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ diễn ra. Tầng công nghệ thứ ba trong chiếu sáng điện nhân tạo là nguồn sáng LED được phát triển vào đầu thế kỷ 21. Chỉ từ khi loài người bước vào phương thức sản xuất công nghiệp, đặc biệt thời kỳ hiện đại hóa, đô thị hóa mạnh mẽ, thời gian con người sống và làm việc trong nhà dưới ánh sáng điện nhân tạo chiếm tới 90% thời gian ban ngày, ngược hẳn với hàng chục vạn năm tiến hóa sống trong môi trường tự nhiên, dưới ánh sáng tự nhiên làm đảo lộn nhịp sinh học của con người. Trong một thế kỷ rưỡi vừa qua, chiếu sáng điện nhân tạo chỉ thực hiện chức năng phục vụ hoạt động thị giác. Mọi tiến bộ kỹ thuật nhằm tập trung làm giúp người ta nhìn thấy được, nhìn rõ hơn vào ban đêm, chiếu sáng hơn nhưng tiết kiệm năng lượng điện hơn. Tuy nhiên, song hành với những tiến bộ kỹ thuật đó, số người mắc các căn bệnh về mắt, căng thẳng, mệt mỏi, stress, thậm chí một số bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường cũng tăng lên do môi trường chiếu sáng nhân tạo khác hẳn ánh sáng tự nhiên. Nhịp sinh học đã thành gen di truyền mà quá trình tiến hóa hàng chục vạn năm đã thiết lập bị phá vỡ. Cuộc cách mạng thứ tư trong chiếu sáng điện nhân tạo thời cách mạng công nghiệp 4.0 là sản phẩm giao thoa của những đỉnh cao của vật lý học, giải Nobel 2014 về LED blue cường độ cao, của sinh học, giải Nobel Y học 2017 và những thành tựu nổi bật của công nghệ thông tin đầu thế kỷ 21 đã giúp chúng ta tạo ra những hệ thống chiếu sáng nhân tạo trong nhà có thể thay đổi phổ ánh sáng, màu sắc ánh sáng, cường độ chiếu sáng thay những nguồn sáng điểm chói lóa bằng những nguồn sáng mặt rộng lớn tạo cảm giác như ta đang ở dưới bầu trời. Tất cả những tiến bộ kỹ thuật đó giúp chúng ta tuy sống và làm việc thời gian dài trong các tòa nhà có thể có hệ thống chiếu sáng được thay đổi từ sáng, trưa, chiều giống như ánh sáng tự nhiên phù hợp với nhịp sinh học con người. Hệ thống đó còn tạo được những không gian sống phù hợp, cảm xúc mát mẻ, ấm cúng, gần gũi, kích thích hưng phấn, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu cá biệt hóa của từng thành viên. Không chỉ quan tâm đến con người, trung tâm R&D chiếu sáng LED dạng đông vừa chủ trì hoàn thành xuất sắc dự án cấp nhà nước do World Bank tài trợ 03 First 2B2 dạng đông Grand.
Zero Tree First B2B Giang Đông Grand, nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Mà trong các công trình xanh, ngôi nhà xanh và các không gian sống hiện đại, không thể thiếu các mảng cây xanh, thậm chí dàn rau xanh ở các gia đình nhờ chiếu sáng thúc đẩy quá trình quang hợp, tạo nên màu xanh mát dịu. Trong các công trình, dù ở khu chung cư hay văn phòng công sở, chiếu sáng học đường, bệnh viện, trung tâm thương mại, công xưởng hay chiếu sáng kiến trúc, chiếu sáng đường phố, chiếu sáng ngày nay đã trở thành một yếu tố môi trường sống, yếu tố cấu thành chất lượng cuộc sống tiện nghi và hiện đại mà các nhà thiết kế, xây dựng không thể bỏ qua. Đáp ứng yêu cầu đó, từ năm 2008, công ty Dạng Đông đã sản xuất và cung cấp cho thị trường Việt Nam sản phẩm LED đầu tiên. Công ty đã tham gia với vai trò chủ trì các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam, tham gia Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, nơi tập trung các chuyên gia và các nhà khoa học đầu ngành các lĩnh vực này. Đặc biệt, từ năm 2017, công ty Dạng Đông đã tham gia và trở thành thành viên chính thức của Liên minh Chiếu sáng rắn quốc tế ISA từ năm 2018. Với những nguồn tri thức đa dạng đó, các nhà khoa học của Trung tâm R&D Chiếu sáng LED Dạng Đông đã thực hiện chức năng tiếp thu những tri thức tiên tiến của thế giới về chiếu sáng, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành năng lực sáng tạo, năng lực thiết kế, năng lực chế tạo các dây chuyền tự động, thực hiện sản xuất theo thiết kế sản phẩm của Dạng Đông, nội địa hóa nhiều vật liệu nhằm hình thành các hệ thống và giải pháp chiếu sáng LED i4.0, LED hệ sinh thái số Make in Việt Nam, giải quyết các vấn đề của Việt Nam, bài toán của Việt Nam phù hợp với con người, điều kiện Việt Nam. Cho đến nay, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về vật lý, quang học, sinh học, điện tử và công nghệ thông tin của Trung tâm R&D Chiếu sáng LED Dạng Đông đã hoàn thành nghiên cứu, tiến hành sản xuất hàng loạt và cung cấp cho thị trường hệ thống và giải pháp chiếu sáng xanh, thông minh, vì sức khỏe và hạnh phúc con người GS-ACL, GS-HCL và hệ thống và giải pháp chiếu sáng chuyên dụng nông nghiệp công nghệ cao ETAL, HTAL. Các hệ thống này có thể điều khiển tại chỗ hoặc điều khiển từ xa, có thể điều khiển bằng giọng nói, có thể điều khiển tại một trung tâm cho cả công trình, cửa hàng, có thể tích hợp các vật dụng khác trong Smart Home. Hệ thống chiếu sáng đó góp phần nâng cao đẳng cấp, tạo khác biệt, nâng cao tính tiện nghi, hiện đại của công trình, mang lại nhiều giá trị mới cho khách hàng. Chiếu sáng i4.0, vì sức khỏe, hạnh phúc con người. Hạnh phúc thật sự là gì? Là bình an trở về nhà mỗi ngày. Là bữa cơm gia đình ấm cúng luôn sẵn đời. Là những câu chuyện được lắng nghe. Nhưng hạnh phúc thật sự là sức khỏe của những người thân yêu luôn được bảo vệ, với những giấc ngủ an lành và những bình yên mỗi sớm mai. Trên hành trình chăm sóc sức khỏe gia đình Việt, Dạng Đông luôn nỗ lực phát triển những sản phẩm thông minh, giải pháp chiếu sáng xanh, thông minh, cùng bạn vun đắp giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Dạng Đông, thắp sáng cuộc sống gia đình Việt.